Tờ Thành Xuyên trân trọng kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Hôm nay là ngày 29 tháng 4 năm 2021. Trước mặt quý vị đây là một bộ tập thờ và một bộ cuốn tư câu đối. Bộ tập thờ này là của gia đình chú Tố, chú ở trong Quảng Nam. Chú đặt chúng tôi là hôm nay là hoàn thiện xong và quay cho chú và quý vị các bạn tham khảo. Trước hết tôi đi vào thông số kỹ thuật của chiếc sập thờ. Chiếc sập thờ này có kích thước là dài 2m17 và rộng 1m07 và cao 1m27, chân vuông 24. Giá tiền là theo yêu cầu của chú đặt 5 phân. Là hàng rơi ngậm khúc đây, rất là đẹp. Và phần chân đây, chân này là chân cao 1m27. Và trên phần cổ là đục. Và giữa là bầu rượu cuốn thư. Và ván mặt của chú là làm 2 phân. Đây phía bên hồng rồi. Bên hồng bây giờ dạng ngang cũng 5 phân. Được qua hồng. Và khuôn mặt này là 5 phân. Bộ cuốn thư câu đối. Bộ cuốn thư này có kích thước là dài 1m97 và rộng 87 và dày 5 phân. Và câu đối là dài 1m97 và rộng 28 và cũng dày 5 phân. Khắc chữ là Tổ Tông Công Đức Thiên Nhiên Thịnh. À, phía bên trái đây là chữ là Tử Hiếu Tôn Hiền Vạn Đại Vinh. Tôi xin nhắc lại là bộ tập thờ này là cao 1m27 và dài 2m17 và rộng 1m07, rất là đẹp. Vậy mọi thông tin chi tiết kính mong quý vị và các bạn xin liên hệ qua số điện thoại 0398949884 hoặc đến trực tiếp cơ sở đồ gỗ đồ thờ Thành Xuyên nằm tại khu công nghiệp La Xuyên Vàng, Yên Ninh, Yên Nam Định. Xin chân thành cảm ơn.